Lưu Tiến Đạt, 23 tuổi, là thanh niên trẻ dám từ bỏ con đường lập thân tại thành phố lớn, trở về quê hương lập nghiệp với nghề nông. Ngoài trồng cà phê, cây ăn trái, Đạt tiếp nối truyền thống gia đình với nghề nuôi chim cút và heo rừng lai tại mảnh đất Hòa Bắc, Duy Linh. 6 năm trước, gia đình Lưu Tiến Đạt đã bắt đầu nuôi chim cút siêu trứng. Sau khi về nhà, Đạt tiếp quản trại chim cút này và nhân rộng đàn, Hiện trại nuôi chim cút của Anh có tổng đàn lên đến 11.000 chim cút, thu hoạch mỗi ngày 9.500 trứng, với giá bán 450 đồng một quả. Đạt không chỉ là người chăm sóc chính cho đàn cút, mà còn là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ quá trình chăm sóc và thu trứng. Không chỉ có trứng, phân cút cũng trở thành nguồn tài nguyên tại trại của Đạt. Hàng tháng, Anh thu nhập được khoảng 6 tấn phân từ đàn cút, với giá bán 2.000 đồng một kg. Để đảm bảo môi trường thích hợp cho đàn cút, Đạt đã đầu tư vào việc xây dựng chuồng ấm, thoáng đồng thời chuông núi cúc cũng được xây dựng ở nơi riêng biệt để tránh tình trạng cúc giật mình và stress